Thưa quý vị, nhằm chia sẻ với những khó khăn của bà con những ngày giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Chư Tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong lúc này, tình người lại càng thêm ấm áp bởi tinh thần tử bi cứu khổ của những người con Phật. Tổ đình Vĩnh Nghiêm những ngày này hàng hóa chất đầy, gạo, mì, nhu yếu phẩm được Chư Tôn Đức Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và tổ đình sắp xếp thành từng hàng ngay ngắn, cẩn thận. Từ nhiều ngày nay, Thượng tọa Thích Tinh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, cùng Chư Tăng tại chùa luôn tất bật đóng gói, vận chuyển gạo, mì và nhu yếu phẩm để dành tặng cho bà con khó khăn khi thành phố giãn cách. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh cũng là đang bị bùng phát về dịch, thì Ban Từ thiện cũng đã được sự chỉ đạo của Hòa Thượng đã kêu gọi tăng ni Phật tử là hảo tâm để đóng góp, cho doanh nhân doanh nghiệp đóng góp để chia sẻ những cái tình cảm của giáo hội cũng như của tăng ni Phật tử tới các cái vùng mà bị ảnh hưởng của dịch, như các khu bị cách ly, rồi các khu bị giãn cách, rồi các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng của dịch. Ngay trong mùa an cư, bên cạnh thực hiện nghi thức tâm linh, tụng kinh niệm Phật, thì nay Chư Tôn Đức cũng dành tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Ai cũng khẩn trương với hy vọng những món quà này sẽ nhanh chóng được chuyển đến người dân. Những ngày chưa cách ly toàn thành phố, để có đủ hàng hóa tặng cho bà con, Chư Tôn Đức đích thân đến từng nhà vườn để thu gom rau quả. Chẳng nề hà công việc nặng nhọc, chẳng quản ngại đường xa xôi, tất cả đều mong có thật nhiều gạo, nhiều rau để gửi tặng bà con nghèo. Phố xá Sài Gòn mùa này vắng vẻ, hình ảnh bóng áo nâu đứng ngoài đường, ân cần trao tận tay những suất cơm chay tình nghĩa đã lay động lòng người. Tặng phẩm tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ làm ấm lòng những người nhận giữa thời gian giãn cách đầy khó khăn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no là truyền thống quý báu của dân tộc bao đời nay. Tôi làm xe ôm ở đường Nam Kỳ, thấy chùa Vĩnh Nghiêm phát cơm, tôi rất vui tại vì mấy bữa nay là tình hình không có ai mua bán cái gì là khó khăn. Thấy nhà chùa phát cơm vậy thì tôi rất mừng. Cảm ơn nhà chùa, cảm ơn quý mạnh thường quân. Chẳng hạn như kêu gọi các bếp ăn từ thiện của Giáo hội Phật Ban Từ thiện Phật giáo Hồ Chí Minh đã nấu cơm, nấu nhiều những nghìn phần suất cơm để giúp đỡ cho bà con bị ảnh hưởng, chẳng hạn như là những các người bán vé số, những người bán hàng rong, những người không có nơi nương tựa mà bị ảnh hưởng của dịch, không bán, không buôn bán được thì không bán vé số được, thì các vị cũng ấm lòng trong cái mùa dịch này. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn Ban Từ thiện Xã hội, rồi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận và cụ thể là Tổ đình Vĩnh Nghiêm trong thời gian qua đã có nhiều đợt giúp sức hết sức kịp thời cho mặt trận quận, cho ban ngành đoàn thể của quận để mà giúp chăm lo cho bà con khó khăn trên địa bàn quận 3. Giữa lúc này, tình người lại càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần từ bi, chia sẻ của những người con Phật, giúp cho nhiệm vụ chống dịch của thành phố thêm thuận duyên hơn.